Xin kính chào quý vị và anh chị em. Trong video này, chúng ta tìm hiểu phần thứ ba của bài tin mừng Chủ Nhật thứ ba mùa thường niên năm A. Phần này kể lại cho chúng ta sự kiện Đức Giêsu kêu gọi hai môn đệ đầu tiên, các câu 18 cho đến câu 20. Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galile thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Trước hết, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilee. Tác giả viết ở câu 18 tức là người đang ở cái vùng biển hồ Giáp Ranh với các dân ngoại. Chi tiết này rất có ý nghĩa. Những kẻ được gọi đi lưới người sẽ không giới hạn nhiệm vụ của mình ở trong thế giới Do Thái mà thôi. Và chính ở cái chỗ Giáp Ranh với dân ngoại đấy, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Chi tiết thứ hai cũng khá thú vị. Đức Giêsu gặp Hai anh em. Có vẻ tác giả Matthew cố ý nhấn mạnh đến tương quan anh em ở trong trình thuật này là để ám chỉ sách ngôn sứ Ezekiel chương 47 câu 13 đến câu 14. Ở trong đó đất hứa được phân chia, đất hứa mới được phân chia cho các chi tộc anh em theo nguyên tắc mỗi người được giống như anh em mình, tức là nguyên tắc bình đẳng. Ở trong Ezekiel chương 47 câu 14 ta gặp lời của Đức Chúa phán Ai trong các ngươi cũng đều được chia xứ sở làm phần gia nghiệp vì ta đã giơ tay thề là ban đất ấy cho tổ tiên các ngươi đất này phải rơi vào tay các ngươi làm phần gia nghiệp cách diễn tả trong Ezekiel chương 47 câu 14 đó rõ ràng là rất gần với cách diễn tả được Matthew sử dụng trong bài tin mừng hôm nay như thế sự nhấn mạnh trên mối dây liên hệ anh em Ở Matthew chương 4 câu 18 Cho thấy đất hương mới Tức là nước trời mà Đức Giê-xu vừa công bố Ở Matthew chương 4 câu 17 Sẽ là sản nghiệp chung của tất cả những ai đi theo Ngài Không có ai được ưu tiên hơn ai Tất cả đều bình đẳng đối diện với đất hứa mới là nước trời Rồi sang câu 19 Đức Giê-xu Nói với các môn đệ Nói với Phêrô và Andre. Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lời kêu gọi của Chúa Giêsu, các anh hãy theo tôi, dành cho hai anh em Andre và Phêrô, gợi cho chúng ta nhớ đến lời ngôn sứ Elisa ở trong sách các vua quyển thứ hai chương 6 câu 19. Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến người các anh đang tìm. Như thế, ở đây, Chúa Giêsu có ý tự giới thiệu mình là một nguồn sứ và lời kêu gọi của người cũng là lời hứa thông truyền cho các môn đệ của người, chính thần khí nguồn sứ. Chúng ta nên lưu ý nội dung của lời kêu gọi của Đức Giêsu. Đức Giêsu không kêu gọi các môn đệ Dẫn thân cho một học thuyết hay là một lý tưởng cách mạng hay là một dự án, một chương trình hành động gì đó. Đức Giêsu kêu gọi Andre và Phêrô những môn đệ đầu tiên đi theo người, tức là gắn bó thiết thân với chính bản vị của người, chính con người của người trong một cuộc hành trình kéo dài suốt cả cuộc đời. Các anh hãy theo tôi là như vậy. trước hết không phải là theo một chương trình mà là theo một đấng. Trước hết không phải là theo một giáo thuyết mà là theo một đấng trước hết không phải là theo một lý tưởng mà là theo một đấng đấng ấy có tên gọi cụ thể là một con người cụ thể Giêsu thành Nazareth rồi sau đó Đức Giêsu nói tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá lời tuyên bố này ám chỉ Ezekiel chương 47 câu 10 và như thế ngầm đảm bảo cho sự thành công mỹ mãn của sứ mạng ngôn sứ mà Ngài trao phó cho các ông. Và tác giả tin mừng Matthew viết ở chương 4 câu 20 Lập tức hai ông tức là Andre và Phêrô bỏ trải lưới mà đi theo người Điều thú vị là đối với các người môn đệ được gọi này Đức Giêsu không hề kêu gọi họ sám hối và hoán cải sự dấn thân gắn bó với con người và với chương trình của Đức Giêsu mà họ vừa quyết định thực hiện thì vượt xa hơn những đòi hỏi thay đổi đời sống đơn giản. Tất nhiên, cái tư cách là đồ đệ đòi hỏi họ phải cắt đứt triệt để với cái cuộc sống của họ trước kia, tức là đòi hỏi họ một sự thay đổi, một sự hoán cải triệt để đấy. Ngõ hầu họ hoàn toàn có thể hiến mình cho sự thiện hảo đích thực của con người. Tuy nhiên cái đòi hỏi sám hối ấy được kể như thể là chuyện đương nhiên rồi Chúa Giêsu không nêu lên cái đòi hỏi sám hối đó Mà ở đây một cách cụ thể Hai người môn đệ này được mời gọi phải bỏ trải lưới Bỏ trải lưới Nhưng mà ừ, như thế vẫn chưa đủ Cái yếu tố cốt tử của tư cách đồ đệ Là không phải chỉ là bỏ cái này bỏ cái kia mà là gắn bó với chính Đức Giêsu và vì vậy cho nên tác giả tin mừng viết họ bỏ trái lưới và đi theo người ở trong tin mừng mắt động từ đi theo khi được dùng trong quy chiếu về các môn đệ thì nó có nghĩa chỉ về một cuộc dẫn thân đầy tin tưởng và gắn bó thiết thân với chính Đức Giêsu và cộng tác mạnh mẽ với ngài trong sứ mạng của ngài đi theo người là như vậy Kính thưa quý vị và anh chị em, ngày hôm nay từng lúc từng lúc chúng ta cũng vẫn được Chúa Giêsu kêu gọi sống đúng tư cách là môn đệ của người. Người cũng muốn chúng ta trên hết mọi sự luôn gắn bó thiết thân với chính bản thân người. Người muốn chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự để gắn bó với người mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn can đảm gắn bó thực sự với Chúa và dám bỏ tất cả mọi sự Đôi khi là bỏ cả những điều thuộc về Chúa và công việc của Chúa Nhưng chưa phải là chính Chúa Câu hỏi luôn luôn đặt ra cho chúng ta Con đi tìm Chúa hay là đi tìm công việc của Chúa Có khi cái trải lưới mà chúng ta phải bỏ Thì không phải là những sự vật thế gian mà thôi Mà là cả những công việc của chính Chúa nữa Bởi vì điều cốt yếu là chúng ta được mời gọi Đi theo Chúa Giêsu. Xin kính chào anh chị em Và hẹn gặp anh chị em trong video kế tiếp tìm hiểu phần cuối cùng của bài tin mừng chủ nhật thứ ba mùa thường niên năm a này chúa ở cùng anh chị em hết thảy